Hi, xin chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình trở lại ngôi trường xưa, ngôi trường trung học phổ thông số 2 An Nhơn thuộc phường Đập Đá. Cũng phải nói rằng rất lâu rồi mình mới trở lại, khoảng tầm mấy năm rồi. Cái thời của mình là thời 2006, là tốt nghiệp cấp 3 ở ngôi trường này. Và sau khi trở lại, mình cảm thấy ngôi trường của mình có những rất nhiều thay đổi về kiến trúc, rồi thay đổi cả không gian rất là nhiều. Vậy các bạn hãy theo mình xem thử những cái điều mà thay đổi từ 2006 cho đến 2021. Năm 2006 của mình vẫn là cái cục cờ này thôi, đó là cái điểm giống và cái vị trí mà các bạn trẻ cái thời của mình vẫn là nơi chào cờ ở đây. Và cái không gian phía bên trước á, cái thời của mình là ngôi trường rất là cũ, giờ đây được đập và xây lại mới, khá là khang trang hơn. Không những phía bên này mà bên này cũng đã được xây lại rất là mới. Và đặc biệt hơn đó là giờ đây có rất là nhiều hoa mọc lên rất nhiều ở các vùng hoa, được trồng rất là nhiều. Một cái điều cũng rất là thú vị, nơi này còn có một cái ao cá. Tí xíu nữa mình sẽ dẫn mọi người đến cái ao cá đó nhé. Nơi này hiện diện đang có khá nhiều bông hoa hướng dương. Đây mọi người, rất là đẹp. Cái thuở mình ra trường vào năm 2006, mình cũng có một cái vở kịch hài để chia tay trường với đầy kỷ niệm. Và cái khoảng thời gian đó, lớp mình cũng đã được một cái giải mà nhà trường trao tặng, đó là giải hài kịch hay nhất năm đó. Mình còn một cái bức ảnh đó, để mình thử xem, mình sẽ cho mọi người xem cái bức ảnh cái thời đó. Rất là vui, vẫn là những lúc trước đó, cái thời của mình không có ghế đá như thế này đâu mọi người, toàn là các thầy cô đều ngồi những cái băng ghế gỗ. Giờ là những băng ghế đá này rất là chắc chắn luôn. Các cây cổ thụ bây giờ cũng đã quá già hơn, và nhà trường đã phải chặt bớt đi những cái nhánh để lại ít. Bởi nếu mà cái cây mà quá là to thì nó sẽ ảnh hưởng đến tật nguy hiểm đến môi trường, đặc biệt là vào cái dịp mùa mưa bão ấy. Trường mình cũng nổi tiếng là có rất là nhiều cây cổ thụ thuở xưa. Mình đi ra phía sau, nó có một cái canteen. Thời 2006, canteen của ngôi trường mình nó cũng khá là bé, và cái lượng học sinh cái thời đó mỗi lần ùa ra mà uống một ly nước rất là khó khăn. Nhà sĩ thì vẫn đặt đúng vị trí này. Bây giờ nhà sĩ được cải tạo và khang trang hơn rất rất nhiều. Mỗi năm thì trường phải phát triển, đó là điều chúng ta cũng dễ hiểu mà thôi. Bãi xe được nâng cấp lên, có mái hiên rất ngon lành cho các bạn để xe. Và điều vẫn còn nguyên vẹn đó là cái sân này. Ngày xưa bọn mình cũng học thể dục và đặc biệt học nghiệp giáo dục quốc phòng hả mọi người. Đây là nơi đầy kỷ niệm của bọn mình. Cái thời cái nền xi măng này bọn mình học giáo dục quốc phòng đó, nó lỡ tay lỡ chân đầy hết, khổ lắm. Thời đó tuy khổ như vậy nhưng mà nó rất là vui, và kỷ niệm nó cũng trang chứa rất là nhiều. Bây giờ mình cũng phát hiện ra kỷ niệm tiếp, đó là những cái bãi cát này nè vẫn còn nguyên vẹn luôn, nhà trường không có thay đổi.
dường như những cái viên gạch này mình cũng cảm thấy nó đúng như gạch ngày xưa luôn. Mình sẽ tới cái lần mình nghĩ là thế, tại vì cái viên gạch thời nay á, nó nhỏ hơn chứ không phải nó dày và chắc chắn như ngày xưa. Nhà trường dường như mới thay đổi một số bàn ghế, nên những cái bàn ghế cũ kia để đằng xa kìa mọi người, rất là nhiều luôn. Mình thấy xem đây là cái canteen của trường này mọi người. So với một năm thì nó cái diện tích thì cũng như vậy thôi, nhưng mà giờ thì chủ canteen này họ cũng làm lại cho nó khang trang hơn, bàn ghế cũ khá nhiều nữa đây. Ồ, quá nhiều không? Trở lại mái trường xưa thì kỷ niệm của bữa của mình nó cũng tràn về. Thời kỳ của mình thầy Hoàng là người làm hiệu trưởng của Thủy á, là làm hiệu phó, nhưng không biết năm nay là giáo viên nào. Ngày hôm nay mình về trường này á thì không có các bạn học sinh học, tại vì nhà trường cũng rất là hạn chế dịch Covid-19 nó ảnh hưởng á, nên cũng khá là nguy hiểm. Việc giãn cách thời gian học của các bạn cũng khá hợp lý. Và bây giờ mình sẽ đến cái hồ cá nhà trường mới bổ sung cái thời gian gần đây. Nơi này nó đang có trồng khá nhiều hoa súng mọi người. Đó. Hoa súng rất đẹp bao quanh cái vùng hoa này, thì có rất nhiều cái ghế này để cho các bạn những lúc mà căng thẳng trong học tập thì ra nơi này có một cái không gian thư giãn cũng khá là thú vị. Thời kỳ của mình vẫn không có được học bóng rổ như bây giờ. Đó, như nhà trường cũng có đầu tư kẻ bóng rổ trong môn thể dục. Thời của mình thì có môn nhảy xa, nhảy cát, đánh cầu lông. Giờ các bạn được chơi môn bóng rổ. Bây giờ mình sẽ quay toàn diện mọi người đã từng lúc ban đầu nó xem flycam thì cũng thấy ngôi trường mình từ trên cao rồi đúng không? Thế thì bây giờ mình ở tầm thấp, mình sẽ quay quanh một vòng để mọi người xem. Mình quay video này có nhiều anh chị những khó trước cũng không có điều kiện trở lại trường, thì video này mình cũng xin gửi tặng cho những anh chị đó để biết về môi trường mình có những gì thay đổi. Video của mình đến đây xin hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác trên kênh Bình Định Live. Xin thân ái, chào tạm biệt mọi người nhé.